Cùng với làng Cẩm Thạch, làng nghề An Xuân cũng góp phần tạo nên thương hiệu bún sòng nước tiếng gần xa từ ngày xưa cho đến bây giờ, là một chiếc nôi làng nghề nằm cuối đồng bằng của miền quê Cam Lộ. Làng An Xuân về mặt hành chính trước đây cũng chính là thôn An Xuân thuộc xã Cam An. Nay thôn An Xuân sáp nhập với thôn Cẩm Thạch thành thôn An Thạch thuộc xã mới Thanh An, cũng nhập từ hai xã Cam Thanh, Cam An thuộc huyện Cam Lộ. Làng hiện có 70 hộ với gần 230 nhân khẩu. Còn nếu tính đầy đủ thì dân An Xuân còn hơn thế rất nhiều, bởi có nhiều gia đình đi kinh tế mới lên nông trường Tân Lâm trước kia rồi vào Nam sinh sống. Nhưng dù đi đâu, về đâu, người An Xuân vẫn luôn tự hào và nhớ về nguồn cội của mình. An Xuân là một làng có thâm niên nhiều thế kỷ, được sinh thành từ cư dân phía cuối Bắc Trung Bộ hiện nay, qua những cuộc di cư của người Việt vào phương Nam mà định hình nên quần thể các làng phía dưới ngã tư Sòng, dọc hai bên đường về cửa Việt hiện nay, đó là các làng Kim Đâu, An Xuân và Cẩm Thạch. Bây giờ làng này là bây giờ là từ gốc từ gọi là Thanh Hóa vào năm thế kỷ 13, ngài là vào đây để lập nghiệp trước là bầu của phủ, hai là có đôi, sáu là bầu đá. Rồi thành lập ở đây hồi xưa là vào đây là khoảng 30 hộ, sau dần là tái triển lên là trên là trăm mấy hộ. Làng An Xuân cũng như quần thể ba làng vừa nói có địa thế đẹp. Theo niềm tin phong thủy của tiền nhân thì vị trí cát tường, giao thông thuận tiện, cảnh vật hữu tình. Làng có các địa chỉ tâm linh thờ phụng các bậc tiền hiền, thể hiện đạo lý uống nước, nhớ nguồn, ăn quả, nhớ người trồng cây. Theo phong tục văn hóa của người Việt, sau khi làng đã hình thành là các nơi thờ phụng sẽ được lập nên để lo lắng cho đời sống tinh thần. Bởi ngay khi chuyện lập làng, mưu sinh tạm ổn, đồng bào đã quan tâm đến chuyện tâm linh như một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống con người từ xưa đến nay. Bên cạnh những công trình tâm linh, tôn vinh những người có công với làng, với nước, mới đây nhà nước đã cho xây dựng nhà lưu niệm thi sĩ lớn Chế Lan Viên, một người con ưu tú của quê hương đất nước. Chế Lan Viên là nhà thơ trữ tình chính trị nổi tiếng, một triết gia trong thơ, có ảnh hưởng lớn trong đời sống thi ca hiện đại. Ông đã được tặng thưởng giải thưởng cao quý nhất về văn học nghệ thuật, giải thưởng Hồ Chí Minh. Chế Lan Viên còn là đại biểu quốc hội nhiều khóa liền với nhiều đóng góp trong sứ mệnh văn hóa và giao lưu quốc tế. Làng An Xuân cũng như Cẩm Thạch có sự khác biệt so với nhiều làng khác ở vùng quê Cam Lộ. Bởi đây không phải là một làng thuần nông lấy chuyện trồng trọt làm nghề mưu sinh chủ yếu, mà từ xưa là làng nghề làm bún, làm thợ kim hoàn, thợ đóng thùng, làm nông chỉ là nghề phụ bởi diện tích đồng ruộng không nhiều. Bà con đã nối nghiệp tổ tông và năng động trong làm ăn nên rất nhiều hộ đã vươn lên khá giả, làm thay đổi gương mặt làng quê, vượt qua chiến tranh đói nghèo lạc hậu mà bước đến ấm no, văn minh và tiến bộ. Đó cũng là điều dễ nhận thấy khi về với An Xuân hôm nay giữa mùa thu lịch sử. Sau khi tôi đã thành lập một cái xưởng để sản xuất, cái công ty đi phát triển lâu dài, thì cũng là nhờ cái sự động viên của trung thôn làng. Mặc dù dịch Covid, nhưng mà coi như là xưởng làm 20 người thì chứ còn lại 10 người. Cố gắng để mà giữ lại cái mô hình, với là giữ lại cái thương hiệu, với tạo điều kiện cho con em ở trong làng để cho có công việc làm. Đi trong An Xuân bây giờ sẽ cảm nhận đầy đủ nhịp sống tươi mới, rạo rực của một làng quê nông thôn mới. Đây không chỉ là tên gọi mà đã trở thành một cuộc vận động bền bỉ được bà con tự nguyện hưởng ứng khi xây dựng đường làng, ngõ xóm, trồng hoa cho làng quê ngày càng đẹp tươi, thanh bình. Hình ảnh những gì tạm bợ, cũ kỹ của một thời chưa xa hầu như không còn ở ngôi làng ngày một thanh tân. Đó quả thực là hồng phúc mà bao đời ao ước. Tất cả đều sinh hạ từ trí lực của bà con An Xuân như tên làng từng ký thác. Bởi một cuộc sống vật chất ổn định, một đời sống tinh thần phong phú và lành mạnh luôn là mục tiêu của nông thôn nước ta,
dù là ở bất cứ nơi đâu. Ba con ở thôn là rất là đoàn kết và là nói chung là có tinh thần trách nhiệm rất cao trong cái việc mà là phát triển kinh tế. Chương trình là nông thôn mới hiện nay là ba con ủng hộ rất cao trong cái việc mà từ cái khâu đóng góp để mà mình làm được những cái công trình như thắp đường điện, đường bê tông hoặc là trồng hoa hai bên đường. Vừa qua thì thôn chúng tôi là đạt được cái nông thôn kiểu mẫu của giai đoạn 1 của huyện. Cuộc sống vốn thường vận động theo quy luật nội tại của riêng nó, thường bắt đầu từ sức mạnh nội sinh, sau đó mới nói đến bàn tay hỗ trợ của nhà nước. Làng An Xuân cũng là thể hiện sinh động của tình người cố kết, nguyện thay đổi ngôi nhà, góc xóm của nơi chôn nhau cắt rốn, của những ước mơ đất lành chim đậu, của những khao khát tiền khai khẩn hậu khai canh. Đó cũng là lý tưởng bình dị mà cao cả mà con người An Xuân đang lặng thầm kiên trì viết lên trang sử quê hương, làm ấm lòng người trong mỗi ngày đang đến. Thì trong những năm qua là để xây dựng cái phong trào nông thôn mới cũng như gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Thì như vậy là Đảng bộ xã Cam An, nay là xã Thanh An, đã có nhiều cái nghị quyết lãnh đạo trong việc phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Như vậy là thôn An Thạch chúng tôi huy động sức mạnh của hệ thống chính trị tuyên truyền phổ biến các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến tận người dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ rất là cao trong quá trình triển khai thực hiện các cái chủ trương để xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đương nhiên, để có một An Xuân như hôm nay, bà con nơi đây đã phải trải qua nhiều vất vả, lo toan, đã vững vàng qua nhiều thử thách, bởi không có thành quả nào mà không trải qua những chông gai trên đường đời. Nhưng như một câu tục ngữ, người ta là hoa của đất. An Xuân đã chiến đấu và chiến thắng đói nghèo, lạc hậu để vươn đến những tháng ngày ấm no, hạnh phúc. An Xuân đang rạng rỡ, tươi vui trên hành trình đi lên của mình, trên con đường dựng xây vững vàng một vùng quê nông thôn mới, ngay dưới ngã tư Sòng, được gần xa biết tiếng. Một làng quê như thế chạy suốt chiều dài lịch sử với rất nhiều những thăng trầm, hưng phế sẽ còn lại với những điều tốt lành như hình ảnh an lành trong nắng sớm hôm nay.